thành Minh Thượng Hà Đồ này được vẽ theo phủ Khai Phong. Hai bên sông có hai ngôi nhà là được tạo dựng lên. Bên trái bức họa đột nhiên đứt đoạn, chắc là vẫn còn tiếp tục. Ai bảo người vẽ nhiều như thế? Không phải 11 bức sao? Là một bức. Một bức thôi. Là một bức. Không phải 11 bức. Người đã trúng bẫy của kẻ khác. Lão đại, không hay rồi, là bẫy. Yêu nhân muốn diệt vụ ẩn môn chúng ta lại tới rồi. Con cá đó là cố ý để cô bắt về. Mục đích là gì? Chính là muốn tìm được nơi ẩn náu của chúng ta. Trước giờ ta chưa từng thấy khí tức mạnh thế này. Yêu nhân phái nó tới rất mạnh, và chúng đã cảm nhận được vị trí của con cá này. Trùng hợp vậy. Địa động nghi có cảm ứng. Đến nhanh thật. Sự tham là bọn chúng sao? Chúng ta vẫn luôn nghi ngờ trận thiên hỏa hai ngày trước có liên quan đến yêu nhân. Thật không ngờ bọn chúng còn đến nhanh hơn chúng ta. Chúng ta còn chưa tìm được nơi trú thân của bọn chúng, mà bọn chúng đã biết vị trí của chúng ta rồi. Trong nửa canh giờ chúng ta phải chuyển rời trận địa. Lão đại đâu? Lão đại đã sục ngựa đến Lạc Dương rồi. Mục đích lần này ta tới đây là để tìm cách đối phó với cường địch. Mặc dù dựa theo phương vị của kỳ môn, chúng ta đã tìm được vị trí của độn giáp, nhưng muốn mở cửa độn giáp cần phải có một sức mạnh cực lớn. Thế nên trưởng môn tiền nhiệm đã lập di chí, lệnh cho nhị sư đệ dựa theo manh mối mà ngài để lại đi tìm trưởng môn mới để có thể mở được độn giáp, mà đến nay vẫn bặt vô âm tín. Xem ra lần này vụ ẩn môn không đủ thực lực để đối phó với yêu tộc. Thế nên ta mới phải tìm binh khí tập hợp kỳ nhân, thần toán tử. Lúc ở Trà Lâu, ở Lạc Dương đã nhận được một chiếc hòm, tên binh khí viết trên hòm. Không ngờ lại là thần khí trong truyền thuyết, ngự thần cơ. Nếu vật này có uy lực lớn như trong truyền thuyết, thì nó có thể giúp chúng ta đối phó với kẻ địch trước mắt. Để tránh tiết lộ thiên cơ, chúng ta dùng ám hiệu. Chuyển sơn giáp, quỷ kiến sầu, kim cang chỉ. Theo phương vị quẻ cấn đông bắc, mang đồ vật quan trọng của bản môn đi, tạm thả đằng xà tại vị trí của hai cung thái âm, thiện lý nhãn, thuận phong nhĩ. Bảo mật tất cả thông tin, tích liệt hỏa, lô chấn tử và ta. Cá để trong cứ địa, chuyển đến mục tiêu của kẻ địch. Nhật vi ký, nguyệt vi hiệu, vân lai phòng, lôi lai điện. Đây là ký hiệu cho nhị ca. Phải. Nếu khi ấy thuận lợi tìm được tân trưởng môn, thì khi trở về sẽ biết cách để tìm được chúng ta.